Quan hệ thương mại Việt Nam và các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu chiếm tỷ trọng lớn và đang tăng rất mạnh sau khi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có hiệu lực. Liệu sự mất giá của đồng tiền này có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp Việt Nam? Chúng tôi hiện đang kết nối với chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực. Ông là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia. Thưa ông ạ, đồng euro giảm so với nhiều đồng tiền khác và xuống mức là thấp nhất trong vòng 20 năm qua thì có ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam? Theo tôi thì nó sẽ có tác động đối với cả nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam chúng ta. Với nền kinh tế thì rõ ràng là cái việc đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh, đồng euro mất giá nhiều thì nó sẽ tác động tương đối nhiều đối với câu chuyện về tỷ giá và lạm phát của Việt Nam chúng ta. Và cái này rõ ràng là chúng ta phải hết sức cảnh tỉnh, bởi vì trong bối cảnh là lạm phát đang gia tăng, tỷ giá cũng đang gia tăng. Thế còn đối với doanh nghiệp thì đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng sẽ chịu tác động tương đối rõ nét. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu bằng đồng euro sẽ bị thiệt, còn nhập khẩu bằng đồng euro thì sẽ có lợi. Tuy nhiên là cái tỷ trọng bằng đồng euro của các doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam hiện nay, thì nó chỉ xoay quanh ở mức là khoảng từ 5-7%, còn lại vẫn chủ yếu là bằng đồng đô la Mỹ, chiếm đến 65-70% và những đồng tiền khác. Vâng, vậy thì trước những ảnh hưởng như thế thì theo ông, các doanh nghiệp Việt Nam thì cần phải làm gì vào lúc này để có thể giảm thiểu những tác động? Theo tôi thì doanh nghiệp cần phải làm hai việc. Trước hết là phải bám sát tình hình, theo dõi sát tình hình quốc tế và cả trong nước Việt Nam chúng ta, nhất là những cách thức điều hành về tỷ giá, về lãi suất, về lạm phát của các cơ quan quản lý. Thứ hai là cũng cần phải phối hợp với các định chế tài chính trong nước để quản lý tốt hơn những cái rủi ro về lãi suất, về tỷ giá và về giá cả thông qua các công cụ tài chính phái sinh hiện nay tương đối phổ biến và sẽ cần phải lưu tâm sử dụng hơn trong thời gian tới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Cấn Văn Lực.